Ngày 18 tháng 2, công ty quản lý thông báo về Hoa hậu Đỗ Thị Hà xoay quanh chuyện mạng xã hội xuất hiện tin hội Việt Nam 2020 hẹn hò. Những ngày qua trên mạng xã hội có thông tin về chuyện hẹn hò của Hoa hậu Đỗ Thị Hà. Từ phía công ty chủ quản, chúng tôi không thể xác nhận thông tin trên vì đây là việc cá nhân của Hoa hậu Đỗ Thị Hà, công ty cho biết. Công ty cho biết thêm Hoa hậu Đỗ Thị Hà tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2023 và tiếp tục theo học cao học. Đỗ Thị Hà đang theo đuổi sự nghiệp kinh doanh riêng, tiếp tục thực hiện sứ mệnh của Hoa hậu Việt Nam. Chúng tôi sẽ cập nhật khi có thông tin. Thời gian qua, mạng xã hội liên tục xuất hiện tin Đỗ Thị Hà đang hẹn hò thiếu gia. Hậu sinh năm 2000 im lặng trước mọi thông tin, hình ảnh và bài viết liên quan. Trong cuộc trò chuyện với Tiền Phong, họ Đỗ Thị Hà nói cô mong muốn có bạn trai. Bây giờ Hà cũng tốt nghiệp rồi, Hà cũng lớn rồi. Thì ai cũng sẽ mong muốn là mình cũng sẽ có những cái tình yêu trong cuộc đời của mình mà. Nhưng mà đấy là mong muốn thôi, còn việc có thì tốt, còn không có thì cũng chả sao. Thật ra thì cái việc mà có người yêu và kết hôn thì nó là chuyện sớm muộn thôi. Trong cuộc đời một người con gái, một người phụ nữ thì điều đấy thì chắc chắn là sẽ xảy ra. Nhưng mà hiện tại thì Hà chưa có dự định là bao nhiêu tuổi mình sẽ kết hôn hay là mình sẽ kết hôn với ai. Bởi vì Hà nghĩ rằng là cái việc đấy nó sẽ tùy duyên và tùy cái sự gặp gỡ của mình nữa. Nếu mà ví dụ như trong trường hợp là mình dự định mình kết hôn muộn đúng không? Nhưng mà trong trường hợp lỡ mình gặp phải một người mà đúng người phù hợp với mình thì biết đâu mình đã kết hôn sớm, thì đấy là việc mà Hà nghĩ là rất là khó để nói trước. Đỗ Thị Hà sinh năm 2001, cao 1m77, cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020, năm 19 tuổi. Từ khi đăng quang, cô thực hiện sứ mệnh Hoa hậu trong hoạt động thiện nguyện, tiếp tục hoàn thành việc học tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Năm 2021, cô đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Thế giới và đạt thành tích top 13. Sau thành tích quốc tế, cô hoạt động trong vai trò người mẫu. Đỗ Thị Hà còn được mệnh danh là một trong những hoa hậu có đôi chân dài và đẹp nhất giới hoa hậu Việt. Quý vị và các bạn đừng quên like, share cũng như subscribe kênh Hoa hậu Việt Nam để cập nhật những tin tức mới nhất về Hoa hậu Việt Nam cũng như thế giới.